Kênh YouTube Potion Scotty xin giải xin kính gửi đến quý vị một cái video các quy trình chống thấm trong cái toilet và ban công của tòa nhà phố hoặc là một cái tòa căn hộ mini như thế này. Thì đây là hình ảnh mà các toilet này đã được chống thấm xong này, đã ngâm nước thì đang ngâm nước test rồi, đang tháo nước rồi để tiến hành cống và hốt gạch còn lại là và gạch này. Thì lát nữa tôi sẽ quay cho quý vị toàn cảnh được đó, từng bước thi công có quy trình chống thấm, có đơn vị chống thấm này, đơn vị chống thấm đây là có đơn vị mà chủ nhà chủ đầu tư họ kêu rèn lò thì nó là rất là chuyên nghiệp, sử dụng chủ yếu là Sika. Rửa thì sẽ dùng Sika Latex cộng với rửa xi măng, đồng có xi măng và cát bình thường. Còn cái dung dịch mà để quét cái đây đó thì anh sẽ dùng Sika Latex với bột khô. Còn có cổ ống này thì anh sẽ tiêu cổ ống và đổ cổ ống vào cho Sika cà tao và Sika Latex. Lúc nãy là cái anh đang thi công đục cái chân tường trong toilet như thế này, mà trong đó thì máy nó ồn quá nên là không thích mình được. Thế đây là hình ảnh về một cái toilet mà anh đã đục vào vệ sinh, đục cái chân tường vào vệ sinh này trước khi để mà anh bắt đầu cái công tác chống thấm của anh. Thế đây đây là anh đục tới cái viên gạch mình sai á, dù từ dưới lớp lên là từ dưới đất lên là có khoảng 4-5 lớp gạch đinh xong gạch ống, thì anh sẽ đục luôn cái phần đó cho nó tới phần gạch luôn. Thì cái công tác này là do một phần ấy là do trước kia là chủ đầu tư là không có yêu cầu chống thấm chuyên nghiệp như thế này, thì là bên phần hồ á thì với tua tráp là tua tới chân luôn, tua tráp trước khi mà ốp lót gạch đó thì là tua tới chân luôn này. Nó cũng là tôi cái chân luôn. Vậy là khi mà anh chống thấm là anh vào thì anh phải đục, anh phải đục cái chân tường đi, đục cái chân tường hết cái tay lót bằng gạch đó. Thì cái này nó hơi tốn công của anh. Ví dụ mà lúc đầu mà bên phía chủ đầu tư hoặc là giám sát yêu cầu mà chống thấm chuyên nghiệp như thế này thì là bên thợ hồ sẽ tô tới phần đó chừa lại còn ở 30-40 cm dưới chân thôi, mình sẽ cắt cái phần hồ tô đi. Lúc trước mà mình đi mình cắt cái phần hồ tô dưới chân đây á, thì chưa phần gạch lại á, thì cái độ chống thấm vào nó sẽ làm nó đỡ tốn công và nó sẽ nhanh hơn. Thì ở đây là cũng không vấn đề gì, là lên dùng máy đục thì nó cũng nhanh thêm. Đây lên đục sạch sẽ từ tay xuống dưới, đục đều xung quanh hết. Cổ ống không thoát là bao bùa, không thoát cào, anh đục phi cổ ống luôn, đục sạch sẽ. Đây là cái ban công này. Ban công anh cũng đục cái phần tường ban công trước kia mình đã tua rồi đây. Tua đụng dưới. Sau là anh có đục lên một đoạn khoảng 30-40 cm. Đây, còn đây, ví dụ như đây là cái phần chân tường có hộp ghen. Giống như làm dài cái chân hộp ghen để mà anh hộ
chống thấm trước, mình sau sau mình xài cái phần hộp kem từ dưới lên trên trần luôn á, thì nó không vấn đề. Thì như đây sau này thì mình biết ánh chống thấm kiểu như vậy rồi thì mình sẽ xài chân tường lên, mình xài lên thì mình không có tô, thì mình để ảnh nó để lồi gạch lồi lồi luôn luôn, xong thì ảnh sẽ chống thấm, chống thấm luôn rồi đã tốn công ảnh đục không thì thế này, không cần tô, để nguyên cái phần gạch, để cái tường gạch rồi luôn. Thì lúc anh chống thấm sẽ anh sẽ lặn lên khoảng 3 đến 40 cm đó, thì mình cũng tua theo cái phần từ anh tua dưới chân lên luôn. Sau công đoạn này thì sẽ mà đã được cái đơn vị chống thấm thì nó đã đục tỉa này, đục tỉa cái chân tường, đục tỉa cái chân tường cho nó lồi hết tới vị trí gạch. Sau này sẽ là tua cái chân này, tua cái lớp chân mà cái lớp vữa nó cuốn lên khoảng cỡ 30 tới 40 cm. Lớp vữa nó là được trộn bằng cái vữa silica latex luôn, chống thấm luôn để sau này nó khỏi thấm ngược. Tác dụng là nó khỏi thấm ngược từ cái sàn thấm ngược lên cái chân tường. Thì là vệ sinh sạch sẽ, đục chân tường nền thì nền bê tông cũ đó thì là anh sẽ băm đi, băm những cái chỗ mà bay dớ hồ nước trước tua rớt xuống hoặc là cái vị trí mà nó còn dơ bẩn thì anh bơm đi, rồi anh dùng cái máy xịt ốc lực câu xịt cho sạch, xịt sạch cái này này, cái nền bê tông là nó rất là sạch sẽ. Xong thì bắt đầu anh đi, bắt đầu là đi làm cái anh bịt cái cổ ống, cổ ống này có cổ ống này nó phiêu trước được, anh đục phiêu cổ ống cho nó rộng trên cái đầu, nó rộng như kiểu như hình cái bát đó. Thì nó để cái nó tạo liên kết tốt với cái silica ground 21411 lúc mình đổ vào rồi. Xong anh làm anh sẽ xuống dưới anh chàng có cái vị trí hở ở dưới á, ví dụ như ở đây thì mình qua lên cái tay thì anh đã chàng có cái ống mà đó, dùng cái bao thôi, cũng bao tận dụng cái bao xi măng cũ hoặc là những cái lỗ nào nó rộng quá thì anh sẽ dùng cái cốt pha, như ở đây thì nó vừa thì anh chỉ dùng cái bao thôi, chỉ cần dùng bao xi măng cũ hoặc là có bao gì đó anh chàng dưới để khỏi lọt cái rót xi măng ra vào. Thì đây là anh sẽ rót làm hai lần, lần đầu tiên thì anh vệ sinh những cái xong thì anh sẽ rót một lần, nó nằm khoảng cỡ 50% cái bề dài của cái mỏng sòng bê tông á. Thì tác dụng đầu tiên là rót vào để xem nó bị chảy hay không, thì là xong nếu không chảy thì anh sẽ để vào khoảng thời gian khoảng 1 đến 2 tiếng sau, thì anh sẽ test ít silica black xung quanh cái cổ ống á. Tác dụng là để bảo vệ cổ ống, rồi lúc mình rót silica vào thì nó có silica black nữa thì nó sẽ khỏi thấm, nó sẽ khỏi cái chống thấm tốt hơn. Đó thì lớp nữa anh sẽ rót cái silica black nước 2 vào, lần 2 nên là làm 2 lớp vào trong trong cái bộ ấm này, bộ ấm của vị trí lavabo là vị trí bình đạo hiểu cái ống nước cấp đi, nó nước cấp lên thì nó nhỏ nhưng mà cũng phải xử lý và là phiêu bộ ấm rộng ra vào cái đầu rót silica thì là 21411 công thì vẫn chống thấm giống như trong toilet, cũng vệ sinh sạch sẽ đục chân tường, rồi bắt đầu phiêu cổ ống rồi đó, anh bắt đầu rót silica lần một này, anh test silica black vào cái cổ ống đó, một thời gian sau khoảng 2 tiếng sau thì anh là rót tiếp lần hai, là hình ảnh là lúc anh đã đục anh phiêu ống, phiêu cổ ống và tất cả cái ống tóc kép cấp tóc sợ ống tóc mấy kìa, xong anh rót silica. Đây là một cái hình ảnh là lúc đã dọn vệ sinh và rót silica là một sạch sẽ.
Anh Lan, Lan cái nước dưới này giùm em xíu nè. Quét này một nước sau nào mình có rồi mình quét hai nước nữa mà. Cái này là cán cho cái điện. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình phải bỏ quà chứ không ăn nước chứ. Này mình chưa kịp làm cái khô ngọt nó quét lại. Sau khi đã quét một lớp chống thấm gì đó để tạo liên kết ấy, thì anh sẽ tiến hành tua. Tua cái chân tường sẽ bèn với cái lớp hồ cũ ấy, để hôm sau mình dán cái viên gạch chân. Nó dán gạch này nó sẽ nó an nhau, nó không bị mo. Mày nhảy nó thiếu mà. Làm này cho nó thiếu à. Thiếu rồi chứ không nãy được. Thì nó lỏng còn tí sau này em dán gạch cho anh chứ đâu cho nó dư đâu. Nà cặp thứ nữa rồi, còn thiếu một chút rồi. Cái đó em bù vào dầu đó Mỹ nó phạt á. Mấy bắt này mấy đâu có làm cái này đâu. Cắm vai chết rồi. Có phàm mà đoan vệ sinh không anh? Dạ. Có phàm mà đoan đục vệ sinh không? Đục cái chân tường. Ờ có ba phòng phía sau á. Ba phòng phía sau. Cái lỗ cửa mà được để dùng để mà tua đất cái chân tường và cái cón với một lớp mỏng như này nhá. Thì sử dụng chỉ dùng ở cửa bình thường, sử dụng bằng xi măng xây tô, nước cốt nó sòn qua để cho nó nhuyễn, nó khỏi bị sòn làm tô cho nó dễ. Sẽ được trộn với dung dịch gồm silica latex và nước, và tỷ lệ trong nhất định trong cái silica latex hướng dẫn có hướng dẫn tỷ lệ cho trộn trong lúc dùng đậu mà có máy mới đánh này. Máy đánh này thì nó sẽ giúp trộn với rửa thì nó sẽ nhuyễn hơn so với cái việc đậu bằng tay. Anh đang đo thao tác là trộn cái dung dịch silica latex với cái hồ cua mình đã trộn sẵn rồi gồm có xi măng và cát, sau đó sẽ đẹp cái máy vào. Đây là hình ảnh mà các anh bắt đầu tiến hành là quét chống thấm lớp một. Khi mà sau khi mà đã vệ sinh và có vữa chống thấm là để cua. Thì cái thành phần của lớp chống thấm này là chủ yếu là silica latex và xi măng và nước trộn theo tỷ lệ. Thì tỷ lệ là như cái dung dịch này là ví dụ 1 lít silica thì sẽ trộn với 1 lít nước và thường thường sẽ trộn với 4 tí xi măng
mà tùy thuộc vào cái loại xi măng nữa, mà anh tụ mà theo cái dung dịch nó vừa đủ độ lỏng, không quá đặc mà cũng không quá lỏng, nó vừa sạch như thế này. Xong anh sẽ dùng một cái lulu và một cái cọ, thì lulu anh sẽ lan qua trước thì để nó nhanh hơn thôi, còn cọ thì anh sẽ quét vào để mà dùng mà những cái cọ kẻ những cái lỗ nhỏ làm nó không vào hết á, lulu nó không vào hết thì sẽ dùng cọ. Anh đang thao tác quét nước mục, quét cuốn này tầm khoảng cỡ chừng 30 cm. Thì cái đây thì là sẽ quét nước mục đây, thì sau thời gian khoảng từ 3 đến 6 tiếng á thì cái bề mặt nó khô rồi á, nó khô mình có thể đi vào được, đi mang dép mang đồ mình đi, có thể bước vào mình không bị vỡ hay là bị ấy ra đó. Thì anh sẽ quét thêm một nước nữa là hai nước, thì là quét hai nước rồi thì khi nó khô xong khoan cái xong ngày hôm sau á thì là bắt đầu mình có thể là đổ nước vào ngâm được rồi. Để một ngày khô. Nó một ngày cho nó khô cái bề mặt á thì để nên sẽ đổ nước vào và tiến hành ngâm. Đây này, đang dùng lulu đây, nó lan cho nó nhanh. Còn những kẻ như gáp hay là những cái chân tường thì anh sẽ dùng cái này ra quét, chủ yếu là quét cọ cho nó đều, những cái kẻ ở cái đồ những cái chân tường ráp sẽ dùng cọ để sẽ kỹ hơn. Thì đây một đây là đang chống thấm cho một cái toilet của một cái tòa nhà, một cái dạng cho thuê dạng chung cư mini. Thì đây là đơn vị chủ đầu tư cũng yêu cầu cái phần mà chống thấm kỹ một xíu để mà ví dụ mà sử dụng lượng sử dụng nhiều mà ví dụ mà sau này mà nó thấm ví dụ từ trên nó thấm xuống dưới trần nè, do là sau này trên đây thì có trần thạch cao đèn, mà nếu mà nó thấm xuống đây thì nó không đẹp và nó không an toàn cho người sử dụng. Ở đây thì là đây. Thì ngoài cái phương pháp chống thấm bằng silica latex với hồi dào đây, thì hiện tại trên thị trường cũng có nhiều loại chống thấm khác. Như mình có thể sử dụng là silica top siêu 107, cũng là một sản phẩm của silica. Thì nó cũng thuộc là loại chống thấm tốt. Hoặc là Spectai, một loại của UAE của nước ngoài á, thì cái đó thì em thấy có nhiều cái công trình cũng sử dụng mấy cái đó. Đây là một cái sản phẩm mà là cũng bên nhà phố cũng sử dụng nhiều, là sử dụng silica latex trộn với xi măng. Đây là một cái ban công mà anh đã chống thấm, anh quét lớp bọc rồi, sẽ khoảng cả 3 đến 6 tiếng sau khi nó khô rồi thì nó sẽ quét tiếp một lớp nữa. Đây là một cái ban công và toilet nữa, sau khi đã chống thấm xong hiện tại là đang đổ nước để thử nước, test nước trong vòng 2 đến 3 ngày. Nếu không có vấn đề gì xảy ra, không bị thấm, không bị xuống dưới á, thì là sẽ bắt đầu tiến hành các công đoạn tiếp theo, như là con này là lắp gạch ban công tôi hết. Thì cái lớp chống thấm này sẽ được quét hai lần. Sau khi mà anh có mà anh tô cái chân tường bằng vữa silica, vữa hồ trộn với silica latex á, rồi thì bắt đầu là anh chuyển qua để cho nó trước để nó khô. Còn sau sẽ anh sẽ quét hai lớp. Thì là cái phương dung quét thì cũng là chỉ là silica latex trộn với hồ dầu, trộn theo tỷ lệ nhất định anh quét lên. Quét lớp đầu thì lớp thứ hai, cách lớp đầu là tầm khoảng từ
3 đến 4 tiếng thì bởi vì đến lớp đầu nó khô đi, đầu ổn định. Rồi xong mình sẽ quét lên nước 2. Rồi sau khi nước 2 quét xong thì khoảng cỡ 12 tiếng sau hoặc là có thể để qua ngày hôm sau thì là bắt đầu mình đổ nước vào. Nó khô rồi thì mình bơm nước vào mình ngâm. Ngâm đến mình tét nước. Vòng 2 tới 3 ngày sau thì bắt đầu mình tháo hết cái nước rồi. Rồi mình chuyển qua có mềm vỏ lắm.